Đồ gỗ chư nụ xin trân trọng kính chào các bác ạ. Bác đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ chư nụ chúng em. Hôm nay là ngày 16 tháng 2 năm 2023 dương lịch ạ. Hôm nay cơ sở chư nụ chúng em cũng xin giới thiệu đến các bác về một số sản phẩm gỗ cần ốc xà cừ, và gồm có những cái đồ sản phẩm đồ gỗ mini và tủ bày đồ và bàn trang điểm ạ. Và cơ sở chư nụ chúng em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bác những clip vừa qua đã ủng hộ bên cơ sở chư nụ chúng em rất là nhiều các sản phẩm ạ. Và các bác nào xem video của kênh YouTube Đồ gỗ chư nụ thấy hay đẹp, cơ sở em một like cũng như là một đăng ký kênh để cơ sở em ngày một phát triển và ra những video mới để cho các bác cùng được tham khảo ạ và chiêm ngưỡng ạ về sản phẩm của bên cơ sở chư nụ chúng em. Và bây giờ sản phẩm đầu tiên em xin giới thiệu đến các bác về một chiếc khay trà chất liệu là gỗ chắc các bác nhá, bằng chắc ta ạ. Và cần ốc xà cừ Singapore, chiều dài 38 cm và chiều rộng 25 cm và cao 12 cm ạ. Và ốc thì các bác khỏi chê luôn, ốc Singapore bản màu cực kỳ là đẹp. Các bác có thể đến lại gần để xem về cái chất liệu ốc này cũng như là chất liệu gỗ này, cực kỳ là nét luôn. Đó, màu mè thì các bác khỏi chê, ốc Singapore bản màu. Đó, trên này cảnh tích là nhị thập tứ hiếu, giấy là bên dưới này cẩn dây leo linh chi cực kỳ là kỹ luôn. Cảnh tích nhị thập tứ hiếu này nói đến 24 người con hiếu thảo đối với cha mẹ, mà cơ sở em đã chọn lọc ra một số mẫu đã chế tác nên. Đó, chiếc khay trà này cực kỳ là vip luôn. Chiếc khay trà này các bác có thể làm quà biếu, quà tặng, cực kỳ là đẹp luôn. Hàng bao đẹp không lỗi nằm gì các bác nhá, đẹp từ trong ra ngoài luôn. Mặt trên này cũng được cẩn 5 mặt ạ, 4 thành xung quanh. Và mặt trên này được cẩn cảnh đồng quê, đó, sống nước này, con trâu này, chú tiểu thổi sáo này, chú tiểu phu đang gánh củi này, tất cả cảnh vật của đồng quê đã cơ sở đã chọn lọc ra và đã cẩn được một chiếc khay trà này cực kỳ là vip luôn. Giá em báo giá luôn cho các bác giá xưởng ạ. Giá cơ sở nhà em sản xuất là giá chỉ có 3,5 triệu thôi ạ. Mà khay trà này khay trà cỡ đại. Đó. Hàng cực kỳ là dày các bác nhá. Mà đẹp từ trong ra ngoài ạ. Vừa rồi cơ sở em mới xong được mấy chiếc cỡ nhỏ ạ. Cỡ nhỏ vừa rồi em đã bán hết rồi. Hiện tại cơ sở em là còn một chiếc cỡ đại này. Và bán nào chốt thì hãy báo em. Đó. Vừa rồi video trước thì em có mấy chiếc khay nhỏ thì em đã bán rồi ạ. Mà khách đã chốt rồi. Và giờ em xin giới thiệu đến các bác về một chiếc cặp chai. Mà có chiều cao, chiếc chai này, miếng chai này cực kỳ là to các bác nhá, một đôi chiều cao 28 cm và chiều rộng này 17 cm, giá chỉ có 400k thôi ạ. Và khảm cảnh đồng quê các bác nhá, chai ốc bên trong này khảm nổi ạ, cực kỳ là đẹp luôn. Cái đôi chai này các bác nào trưng trong bàn làm việc này hay tủ bày đồ này, tủ trưng đồ thì cực kỳ là đẹp luôn, nó nổi bật này. Đó, mặt sau đây các bác nhá, giá có 400k thôi ạ. Đó, mặt sau này chai này, hàng này chai này chưa mài các bác nhá, vẫn là còn tự nhiên ạ. Đó. Giá chỉ có 400k, thế này có 200k một miếng ạ. Và đây là một đôi. Đôi này có 400k thôi. Và tiếp tục em giới thiệu đến các bác về một đôi ống trà và chất liệu là gỗ gụ hay còn gọi là gõ mặt gụ mặt ạ. Và chiều cao của chiếc ống này là 22 cm, đường kính là 11 cm, và chiếc này cảnh tích là trúc năm tất hiền này, cao là 20,5 và đường kính là 11,5 cm. Cũng là giá này em bán đồng giá cho các bác là giá là 2 triệu ạ. Cực kỳ là đẹp các bác nhá. Bác hãy đến lại gần đây. Em sẽ đưa ra một chiếc ấm mai treo này cho các bác xem. Cực kỳ là đẹp luôn. Bác nào thấy hay thì đẹp lại cho cơ sở em một like và một đăng ký kênh ạ. Giá chỉ có 2 triệu, liên hệ trực tiếp qua cơ sở em Đồ gỗ chư nụ 0912862834 ạ. Bác nào xem video không rõ hay liên hệ với cơ sở em gửi lại hình ảnh chi tiết qua số điện thoại Zalo. Ở trên này cảnh là mai treo các bác nhá, nắp rời này, cảnh mai treo cực kỳ là đẹp luôn. Hàng bao đẹp không lỗi nằm gì cho các bác này, ốc thì cực kỳ là đẹp rồi. Giá chỉ có 2 triệu thôi ạ, hàng này 2.000 khối các bác nhá. Đây bên trong này, cực kỳ là đẹp luôn. Đó, đây. Các bác ở nhà hãy cho em cái địa chỉ này, em ship tận nhà cho các bác ạ. Các bác kiểm tra hàng, đúng hàng các bác nhận hàng ạ. Đó, đây là cảnh tích là trúc năm thất hiền. Cực kỳ là nét luôn, bao đẹp cho các bác à, không lỗi làm gì các bác nhá. Ở trên này cảnh là ngũ phúc ạ, gỗ là gỗ nghiền, cũng là nghiền khối các bác nhá, trong này rộng chúng đã được trà trong này. Giá chỉ có 2 triệu, bao ship tận nhà cho các bác. Các bác nhận hàng đúng hàng ạ, và các bác thanh toán với bộ nhân viên bưu điện ạ. Và bây giờ em giới thiệu đến các bác về một chiếc bàn mai kích thước này. Kích thước chiều dài 130 cm, chiều sâu 40 và cao 81 cm. Chất liệu là gỗ gụ hay còn gọi là gõ mặt gụ mặt ạ. Trên này được cẩn là tứ diện các bác nhá, cả mặt trên cũng được cẩn luôn. Trên này được cẩn dây leo linh chi cực kỳ là kỹ luôn. Rồi, em để một số đồ mini đây,
Giờ sẽ bỏ ra cho các bác xem. Đó, cũng được cẩn hết các bác ạ. Lá này lá niền tấm ạ, hàng cực kỳ là dày luôn. Bên dưới này rễu này được đục chạm là mai cải thọ ạ, cực kỳ là đẹp. Yếm này, yếm trùng 10 sen, rễu dày trùng là 10 sen ạ. Được cẩn đục chạm là bốn mặt như nhau. Đó, dưới chân cũng được cẩn các bác nhá. Chân em đo dày chân cho các bác này. Chân là 3 sen ạ, mà bản rộng là 7 sen. Cực kỳ giá là 9 triệu thôi ạ, mà giá 9 triệu em bao ship cho các bác luôn. Đó, đây em sẽ quay về cái mặt sau cho các bác này. Đây mặt sau cho các bác xem được thực tế hơn ạ. Cẩn bốn mặt như nhau. Cái bàn này các bác có thể làm bàn làm việc này để trưng bày đồ thì cực kỳ nó đẹp luôn. Giá chỉ có 9 triệu thôi ạ. Bác nào quan tâm thì liên hệ với cơ sở Trường Lộ chúng em qua số điện thoại 0912862834 ạ. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết hơn. Và bây giờ em sẽ giới thiệu đến các bác về một cây tủ bày đồ. Hàng này cực kỳ là to luôn. Chiều dài 180 cm và chiều cao 230 cm và sâu 45 cm. Chất liệu là gỗ gụ, miền Bắc em gọi gụ, miền Nam miền Tây gọi là gõ mật, gụ mật ạ. Bây giờ các bác có thể đến lại gần đây để xem chi tiết hơn ạ, về cái từng đường nét của chiếc cây tủ này. Trên đây được đục chạm là hoa lá tây theo nối tân cổ điển ạ. Tân cổ điển ạ, mà hàng cực kỳ là dày các bác nhá. Hàng bao đẹp cho các bác ạ, chất liệu là gỗ gụ ạ. Đó, cực kỳ là đẹp, từng đường khung cánh này được cẩn oval và dây leo linh chi cực kỳ là kỹ và tơ tóc luôn. Cột này cột là 7 sen các bác nhá. Và được cẩn này, bốn cây là tứ quý, tùng cúc, trúc mai ở các cột chính ạ. Phần trên là nó gồm có bốn cánh ạ, bốn cánh mở. Cực kỳ là đẹp luôn. Bên dưới đây gồm có cũng ăn kéo này. Đó. Hàng cực kỳ là đẹp luôn. Dưới đây cũng có ngăn các bác nhá. Dưới là ngăn kéo kính khóa mà tủ khóa. Đó, cực kỳ là đẹp. Bên cạnh cánh phụ thì được cẩn là sen vịt ạ, cánh sen vịt ở giữa này, hai cánh chính này cẩn cảnh hồng công và phu thê viên mãn này. Đồ yên ương này cực kỳ là đẹp này. Đó, ốc thì các bác khỏi chê luôn nhá. Ốc thì Singapore cực kỳ là đẹp rồi. Đó, màu mè thì các bác khỏi chê, cực kỳ là nét luôn. Bác nào quan tâm hãy liên hệ với cơ sở Trường Lộ chúng em qua số điện thoại 0912862834 ạ. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác cùng được tham khảo ạ. Bác nào thấy hay thấy đẹp hãy cho cơ sở em một like và cũng như là một đăng ký kênh để cơ sở em ngày một phát triển và ra những video mới, sản phẩm mới cho các bác cùng được tham khảo ạ. Các ngăn này, bên trong này mở nhá, trong này cũng được cẩn các bác nhá. Ván sàn này, ván sàn gỗ ạ. Gỗ cực kỳ dày. Đây ván ván sàn này, và sàn này sàn gỗ. Nó hàng cực kỳ là dày luôn, được cẩn hết ạ. Hàng cực kỳ là khung này, khung em đo khung này khung dày 3,5 cm. Bản 4 cm. Đó, giá là 40 triệu các bác nhá. Giá tủ này giá là 40 triệu. Bao ship cho các bác luôn. Đó. Bác nào xem video không rõ hãy liên hệ với cơ sở Trường Lộ chúng em sẽ gửi hình ảnh qua số điện thoại Zalo. Và giờ em sẽ giới thiệu đến các bác về một chiếc bàn trang điểm này, chất liệu cũng là gỗ gụ hay còn gọi là gõ mật, gỗ mật ạ. Kích thước là chiều dài 105 cm và sâu 45 cm, cao 150 cm ạ. Và bây giờ các bác có thể đến lại gần để xem về cái chất liệu ốc xoa cừ. Từng đường chê trên này hoa lá tây các bác nhá, cũng được cẩn hết ạ. Ốc thì các bác khỏi chê luôn, ốc thì cực kỳ là sáng rồi, ốc Singapore đó là vàng chanh đây rồi. Đó, từng đường khung này cực cẩn cũng cực kỳ là kỹ nhá, dây leo linh chi rất là tơ tóc luôn. Đó, bên đây là được đục chạm là một bông hoa hồng và dây hoa lá tây, nó kết hợp lại cực kỳ là nét luôn. Bác nào quan tâm hãy liên hệ với cơ sở em. Bác nào thấy hay thấy đẹp hãy cho cơ sở em một like cũng như là một đăng ký kênh ạ. Chiếc bàn này gồm có bốn ngăn kéo này, bốn ngăn kéo chúng ta để đồ trang sức này, phấn son này chúng ta để trên này. Đó, các phái đẹp chúng ta trang điểm xong chúng ta để trong này thì cực kỳ là tiện lợi luôn. Đó, cũng có bốn ngăn kéo ra đóng vào thì cực kỳ là đẹp luôn và trơn trượt mịn mà. Ốc thì các bác khỏi chê, chất liệu gỗ thì cũng khỏi chê luôn, hàng cực kỳ đẹp. Bộ này gồm có cả đô này, đô em đo luôn kích thước này, kích thước 30 cm vuông và chiều cao 42 cm, cũng được cẩn hết các bác nhá, được cẩn mặt cực kỳ là đẹp luôn. Chân đô là chân 6 cm và chân bàn là 7 cm ạ. Đó, bác nào quan tâm thì liên hệ với cơ sở em và em báo giá luôn cho các bác về chiếc bàn trang điểm này, giá là 16 triệu ạ. Và bên cơ sở em là có hai loại ạ, và cái loại này loại đẹp cao cấp ạ, giá là 16, còn một con loại
vừa là giá là chỉ có 13 triệu thôi ạ. Vâng. Tất cả cái video của ngày hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2023 dương lịch, bác nào xem video không rõ hãy liên hệ lại hình qua số điện thoại Zalo 0912862834, và các bác có thể truy cập kênh YouTube Đồ Gỗ Trường Nụ và ấn anh cũng như là cho cơ sở em một like để cơ sở em ngày một phát triển và làm những video mới để cho các bác cùng được tham khảo và chiêm ngưỡng những sản phẩm mới của bên cơ sở Trường Nụ chúng em. Đồ Gỗ Trường Nụ xin trân trọng kính chào các bác và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Em xin chào, cảm ơn ạ.